Dung Audi, ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Ngày hôm nay, Dung Audi, ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu với quý vị một chiếc xe Fortuner máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao. Fortuner gầm cao 7 chỗ máy dầu, số sàn, sản xuất năm 2012. Hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi, ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966 với giá là 725 triệu đồng. 725 triệu đồng cho một chiếc Fortuner bản G, máy dầu, số sàn. Hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi, ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966 với giá 725 triệu đồng. Đây là thân vỏ của chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2012, phiên bản G, máy dầu, số sàn. Đây là toàn bộ thân vỏ chiếc xe. Xe thì đã được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng. Xinh nhan trên gương. Bốn la răng đúc, phanh ABS. Còn về nội thất của chiếc xe thì xin thưa với quý vị, xe được trang bị 4 xe này tính ra là 5 cửa chứ không phải 4 nữa. 5 cửa 7 chỗ. Mình sẽ quay chi tiết về nội thất chiếc xe. Nội thất chiếc xe này mở ra thì đã thấy đẹp rồi. Đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy tổng thể khi chiếc xe mở hết các cửa cánh ra thì nó sẽ khoe được toàn bộ thân dáng, form dáng, rồi cũng như là nội thất, ngoại thất của chiếc xe. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn ở đây, xe thì gương cửa xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Nó thì vẫn là cái đầu của hãng thì nó chỉ là cái đầu CD thôi, không có màn hình. Nhưng mà chiếc xe này nó có một cái màn hình và camera lùi tích hợp ở trên gương rất là to. Quý vị cứ nhìn rồi một chút nữa thì mình sẽ khởi động máy và mình sẽ thử cho quý vị xem. Thế còn về nội thất thì trần nỉ đấy, trần nỉ còn khá đẹp. Trần nỉ khá đẹp đấy. Rồi là ghế da thì đẹp. Ghế da này thì cũng nói luôn với các bạn là đây, ghế da này là ghế da mới. Ghế da này mới, đã được bọc mới. Chứ còn 2012 đến giờ thì cái ghế da nó cũng sẽ không thể được như này. Mình cũng nói luôn là chiếc ghế da này đã được chủ nhân bọc lại rồi. Đấy. Còn vô lăng quần số thì còn rất là đẹp. Đây, vô lăng này còn rất là đẹp. Cần số, vô lăng, táp lô cũng như là táp ly. Mình sẽ quay chi tiết trần nỉ, rồi mình sẽ quay chi tiết hơn nữa về hàng ghế sau đây ạ. Đây, quý vị mua chiếc xe này thì về không phải làm gì bất cứ thứ gì, cứ thế đổ dầu là chạy thôi. Nhớ là đổ dầu quý vị nhé, xe này xe máy dầu nhé, đừng đổ xăng rồi lại mất công đưa ra hãng, đưa ra gara để sửa chữa. Bởi vì nếu như máy dầu mà đổ nhầm máy xăng thì cũng rất là nguy hiểm cho động cơ. Đây là cái khoang đằng sau, hàng ghế hai chiếc, hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba đây thì cũng có thể, nó cũng gần giống như chiếc Innova, là quý vị có thể gập lên ạ. Quý vị có thể treo lên. Nó cũng kết cấu gần giống như chiếc Innova, là quý vị có thể treo lên như thế này. Đây một mình làm một cái treo và một cái không treo, để quý vị có thể dễ định hình hơn. Và khi treo lên thì nó để cho chừa lại cho mình một cái khoang cốp rất là rộng. Nếu như các bạn đi 5 người thì quý vị treo hai ghế sau lên thì nó trở thành một cái khoang cốp rất là rộng. Quý vị để được khá nhiều thứ đồ ở trong cái cốp này. Xe được trang bị 3 vùng điều hòa.
xe được trang bị 3 vùng điều hòa và màn hình camera lùi thì tích hợp trên gương. Bây giờ mình sẽ đi về phần kiểm tra kỹ thuật của xe. Thì như mình kiểm tra ở đây thì toàn bộ keo chỉ cúp cũng như là các cái đinh tán đây, rồi là ốc cốp đít đây còn nguyên đây, chưa mở chưa vặn gì cả quý vị nhé. Thế còn đây là cái ốp này còn nguyên, keo chỉ còn nguyên. Mình ngửa lên thì nó sẽ hơi ngược sáng, quý vị sẽ hơi khó nhìn một chút, nhưng mà mình nói luôn là cốp đít là chỉ nguyên. Tiếp theo là chỉ của cánh sau bên phụ, chỉ toàn bộ chỉ của cánh sau bên phụ đây ạ. Đây là cái táp ly ở cánh sau bên phụ. Xe này là tư nhân không taxi, dịch vụ không khoan đục quý vị nhé. Không khoan đục ạ. Xe không khoan đục, quý vị nhìn thấy xe không khoan đục ạ. Không taxi, dịch vụ không khoan đục. Tiếp đây là cánh trước của bên phụ thì keo chỉ đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy keo chỉ đây ạ. Toàn bộ keo chỉ ở chỉ đây. Và đây là táp ly. Táp ly thì cũng nguyên bản, không khoan đục quý vị nhé. Cũng nguyên bản không khoan đục. Ghế da thì đã bọc lại rồi. Táp lô cũng không khoan đục gì. Quý vị có thể nhìn thấy luôn, mình quay rất kỹ cho quý vị nhìn. Thì xe thì nội thất xe còn khá đẹp, mình đã giới thiệu rồi. Bây giờ mình tiếp theo là kiểm tra đến cánh sau bên lái. Cánh sau bên lái đây, chỉ cánh sau bên lái cũng còn nguyên. Chỉ của cánh sau bên lái cũng còn nguyên. Táp lô đây, táp ly đây. Táp ly cũng không khoan đục. Nguyên bản. Đây là chỉ của cánh lái. Chỉ của cánh lái đây cũng còn nguyên. Về phần vô lăng rồi các thứ là nội thất thì khá là đẹp. Chỉ có cái trần này thì ở phía đằng trước này. Phía đằng trước của cái trần này nó hơi bẩn một tí. Xe vừa về nhà nó hơi bẩn một tí thì quý vị nào mà mua xe về thì kỹ tính hơn một chút thì mình có thể đem ra chỗ cửa hàng dọn nội thất ô tô. Đem ra cửa hàng dọn nội thất ô tô thì yêu cầu người ta dọn nội thất cái trần này đi thì nó sẽ được sáng bóng như mới luôn. Còn đây là vẫn còn nguyên si, chủ nhân của cũ của chiếc xe này đi như thế nào thì đem về đây như nguyên như vậy và mình quay cho quý vị xem. Quý vị về muốn cho nó sạch sẽ hơn thì quý vị ra dọn nội thất thì bảo người ta đánh cho cái trần. Thì nó sẽ làm sạch cái trần này thì nó sẽ sáng bóng lên. Bây giờ mình đi vào đến kiểm tra phần đầu của chiếc xe. Chiếc xe này là mình đã kiểm tra phần đuôi xe cũng như là hai bên mạn của xe, tức là bốn cánh là ok rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra phần đầu của xe. Đây là phần đầu của xe thì đầu tiên mình nhìn vào, quý vị có thể nhìn cùng mình nhìn vào đây là cái ốc của cabo này là nguyên. Ốc cabo nguyên như quý vị nhé. Chưa mở đâu, ốc cabo nguyên chưa mở. Đây là đây quý vị có nhìn thấy chưa mở đâu. Nó có xước sát một đôi chỗ này nhưng mà không phải là mở, đây là không phải vết mở, đây là vết vặn vào. Đây là vết vặn vào như thế này. Quý vị đây như thế này là cái tao tì vào đây. Tì vào cạnh này là màu chiều vặn vào. Còn như chưa có nút mở ra. Đấy là cabo nguyên. Chỉ cabo đây ạ. Chỉ và cabo còn nguyên ạ. Chỉ cabo còn nguyên. Hai bên chỉ cabo hai bên này còn nguyên và đằng trước cũng nguyên. Đấy là quý vị có thể đến xem xe trực tiếp, kiểm tra xe trực tiếp xem là có đúng như lời Dũng Audi nói không. Còn mình là xem là cabo nguyên, chỉ nguyên. Tiếp theo đây là những cái ốc, rồi là cái mạn sườn đây. Các cái gờ này quý vị có thể nhìn thấy đây. Còn nguyên si, không có một chút gì là đâm va hay mục mọt cả. Không có một chút gì đâm va mục mọt. Cũng như là bên này. Đây là hai bên má. Đây ạ. Quý vị có thể nhìn sâu ở bên trong. Nó không có
quý vị có thể nhìn lên luôn, không có một cái gì luôn, xe như mới, không một lỗi nhỏ. Còn đây là bảng của nó, thông số. Về phía đầu răng đằng trước, đầu răng đằng trước quý vị có thể nhìn thấy đây, đầu răng nguyên, đầu răng nguyên đây này, ốc ở đầu răng vẫn còn nguyên đấy quý vị nhé. Như ví dụ cái ốc này là của đầu răng này vẫn còn nguyên này. Đây, hai cái ốc này để nối đầu răng vẫn còn nguyên này. Đấy. Còn chỉ có cái mặt trên này là do cái cọ sát thì nó mất ở trên mặt thôi, chứ còn xung quanh này vẫn còn nguyên đấy quý vị nhé. Đây, hai con ốc này cũng thế, nó chỉ xước ở trên mặt ốc thôi, con này còn nguyên. Két nước nguyên đây, vẫn còn nguyên. Về phần toàn bộ cái khung gầm thì đây rất là sáng bóng, đinh cán nguyên, đầu không một lỗi nhỏ. Về phần máy móc bây giờ mình kiểm tra, bắt đầu mình kiểm tra hai bên má và phần đầu răng rồi, tiếp đây là mình kiểm tra về phần máy móc. Thì như quý vị nhìn đây, máy rất sạch sẽ. Đây mình sẽ, đây quý vị có thể nhìn thấy máy dầu nhưng mà rất sạch sẽ như máy xăng. Xe máy dầu nhưng sạch sẽ như máy xăng. Và không có một chút gì là dầu mỡ gạo, nó chỉ có là vết bụi của thời gian thôi. Và chiếc xe này là máy số zin, zin từng con ốc quý vị nhá. Quý vị có thể nhìn kỹ ở các đầu ốc, chưa có vết vặn. Ở các đầu ốc chưa có vết vặn. Đồng thời là vẫn còn nguyên dấu của nhà máy. Vẫn còn nguyên bút dấu của nhà máy, ốc 7 màu còn nguyên. Ốc 7 màu còn nguyên, các đầu ốc là vẫn còn vết đánh dấu của nhà máy. Bởi vì là tại sao nó có cái vết bút đấy? Ở nhà máy người ta quy định quý vị ạ. Ở nhà máy người ta quy định là khi cái ốc nào mà người công nhân vặn bất cứ một ốc, siết bất cứ một cái ốc nào vào đến đúng cái trọng lượng của nó, tức là trên cái siết ốc, gọi là cái máy vặn ốc của nhà máy đấy, là bao giờ nó có một cái đồng hồ đo lực. Tức là người ta quy định là ốc 17 là phải vặn đến lực bao nhiêu, mà ốc 10 là phải vặn đến lực bao nhiêu, ốc 14 phải vặn đến lực bao nhiêu. Thì khi người công nhân vặn đến đúng cái lực đấy rồi, khi vặn ốc vào hết và đến đúng cái lực siết đấy rồi, thì người ta sẽ lấy cái bút người ta đánh dấu vào là chỗ ốc đấy đã vặn vào đến rồi, để tránh trường hợp vặn lại mất công, mất rất nhiều thời gian. Bởi vì ốc rất là nhiều cho nên người ta vặn đến đâu người ta đánh dấu đấy, vặn đến đâu đánh dấu đấy. Thì cho tại sao là người ta có cái nhìn cái máy là người ta biết là máy, còn tại sao người ta phải đánh dấu vào như thế, tại sao có vết mực ở các cái đầu ốc. Vết mực ở các đầu ốc là người công nhân khi người ta vặn là người ta đánh dấu luôn, vặn được cái nào là người ta đánh dấu luôn cái đấy, để người ta không, cái chỗ nào mà người ta phát hiện ra chỗ nào mà chưa vặn, tức là chưa đánh dấu, tức là chưa vặn đấy. Thì tổng thể chiếc xe này mình đã cho các bạn xem, đó là xe keo chỉ zin toàn xe, không một lỗi nhỏ, không đâm va, không tai nạn. Về phần máy nguyên zin, zin từng con ốc, tức là không ngập nước. Về phần sàn cũng đẹp, xe cam kết không tai nạn, không ngập nước, zin toàn xe, keo chỉ zin, máy số zin. Chiếc xe này là Fortuner bản G, số sàn, động cơ 2.5 máy dầu, động cơ 2.5 máy diesel, số sàn. Cho một chiếc Fortuner sản xuất năm 2012, được chào bán với giá là 725 triệu đồng. Chiếc xe này động cơ 2.5 máy dầu thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 8 lít dầu. 2.5 máy dầu thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 8 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp. Bây giờ mình sẽ đóng cái nắp capo lại đây. Một chiếc Fortuner sản xuất năm 2012 bản G, máy dầu, số sàn, 7 chỗ gầm cao, động cơ 1.5 diesel, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 8 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô của Hải Dương với giá là 725 triệu đồng. Xin mời quý vị liên hệ trực tiếp Dung Audi, hotline 0855 966 966 để được xem xe, kiểm tra xe, test xe cũng như là chạy thử xe. Đồng thời có thể tư vấn thêm cho quý vị và giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dung Audi, hotline 0855 966 966 trước khi xem xe, để mình sẽ được giới thiệu thêm kỹ hơn về chiếc xe này, cũng như là đưa cho quý vị thêm thông tin
những thông tin gì quý vị cần giải đáp, Dũng Audi, ô tô của Hải Dương, hotline 0855 966 966. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cùng với quý vị, trải nghiệm chiếc xe này. Thì đầu tiên là mình, bây giờ mình sẽ bấm chế độ khởi động đi. Mình để cái máy làm sao cho nó cùng với quý vị. Bây giờ mình khởi động máy. Máy nổ rất êm quý vị nhé. Mình tắt bớt điều hòa để cho nó khỏi ầm. Máy dầu như xe máy dầu như nổ rất là êm, quý vị có thể nghe thấy. Máy dầu như nổ rất là êm, đề cái ăn ngay. Và khi khởi động thì máy cũng không bị dồ dập gì cả. Khởi động rất là êm. Bây giờ mình sẽ cùng với quý vị trải nghiệm chiếc xe này xem nó ra làm sao, đúng không ạ? Chiếc xe này nó được trang bị cái màn hình lùi ở trên gương, cho nên là đây quý vị có thể nhìn thấy đây, màn hình lùi ở trên gương đây, mình khi mình cài số lùi thì nó sẽ hiện màn hình ở đây. Vâng, còn bây giờ mình sẽ cùng với quý vị trải nghiệm chạy thử chiếc xe này. Về phần chiếc xe này thì máy nổ rất là êm. Mình để số nguội thì mình vào, ok. Rất là ngọt quý vị nhé. Để cho quý vị nhìn thấy số xe nữa. Số thì vào rất là ngọt. Mình để số nguội đây và bây giờ mình sẽ chạy thử. Ok, vào số rất là ngọt luôn, vào một ngón được mà. Hạ phanh tay, ok. Xe được trang bị màn hình camera lùi này và cảm biến lùi. Ok, xe để số 1 rồi, nhấc chân phanh ra là xe nhấc chân côn là xe cũng sẽ tự chạy thôi. Gầm bệ rất là chắc chắn. Xe này gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường, mình đi ra ngoài đường to đi, mình đi ra ngoài đường to để mình sẽ đi ra ngoài thẳng ngoài đường quốc lộ 5 để mình trải nghiệm chiếc xe này cùng với quý vị các bạn. Hiện nay mình đang đi với tốc độ là 60 cây. Quý vị có thể nhìn thấy mình sẽ rẽ ra ngoài đường quốc lộ. Hiện nay mình đang chạy với số 3 và tốc độ là mình về số, ok, số 2 nhá, đề 3 từ số 2 các bạn nhá. Đi xe gầm cực chất luôn, gầm đại chất luôn. Mình chạy vừa nãy mình đóng lên 80 và đầu vòng tua nó lên chỉ có hơn 150, hơn 1.500 một tí thôi. Bởi vì là cái quãng đường của mình nó cũng vướng hai cái anh đi xe máy đằng trước nên là mình cũng không thể phóng được hơn nữa. Nhưng mà như thế là quý vị có thể nhìn đấy, tốc độ 40 thì vòng tua chỉ có 1.000 thôi. Đấy là đang ở, bây giờ mình sẽ về số 4. Ok. Còn mình bây giờ bắt đầu mình đi vào cái đường rất xấu. Mình ở chỗ mình có một cái cung đường rất xấu để thử gầm bệ. Quý vị có thể nhìn thấy mình có một cái cung đường rất xấu đây ạ, để mà thử gầm bệ của chiếc xe. Cung đường cực xấu, chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhé. Chỉ có tiếng lốp thôi ạ.
chỉ có tiếng lốp thôi. Đường rất xấu và chỉ có tiếng lốp. Quý vị hãy alo trực tiếp cho Dũng Audi hotline 0855 966 966 để được tư vấn, để được giới thiệu và để được trao đổi thông tin về những chiếc xe mình đang bán. Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị hãy vui lòng liên hệ hotline 0855 966 966. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách. Hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo. Quý khách nào chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ đăng ký kênh nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông. Quý vị sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá hoặc là quay video clip mới. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin chân ái chào tạm biệt quý vị.